bạn giờ chuẩn bị làm món gỏi thịt bò đem bên nhà em Tiên nhé. Đây là đủ loại rau, hành đỏ, củ hành, ớt đỏ, giá, ngò đầy đủ ha. Đây là nước mắm một chút nữa gỏi vô gỏi thịt bò. Ồ, tất cả nè. Cái gì mà bỏ trong đây hấp hấp đây, thịt luộc gì đây? Dê hấp. Ồ, dê hấp cuốn rồi chứ hả? Dữ á, bữa nay bữa đang bánh cho ông dê không rồi.
Con phải báo cáo cho đồng chí. Hello Thảo. Hello, hello. Còn mình xỉn rồi, giờ nó mới tới nè, này nó tới nó đưa người chết đó gì á. Cái đó mua bia đủ rồi mà. Ờ, dư bia rồi, dư bia. Dư bia, dư bia, dư bia, dư bia. Mình đừng nói đại hắn nha. Đồ, hồi bữa nhà anh là mình thấy cái đích Thảo nó nhảy ác luôn á. Bữa không sung mà không đòi chơi bia đó. Nó nằm ở sofa. Thế rồi nó nằm sofa. Để con cháu mời đại thắng, ba đừng mời đại thắng nha. Trời ơi. Ai, có vừa rồi mới coi cái tờ báo đó, bà già 73 tuổi đẻ sinh đôi luôn á. Mới báo để có một con hai á, vô cái Thảo ơi. Thảo, vô cái đây. Không, bà già, bà già 73 tuổi á. Cái đó này lớn hơn con sắp bà con. Mà cô ăn hết ngon không? Con làm bao luôn mà, tôi nói thiệt mà. Cái này tôi coi tờ báo là coi. Mà không, chú cứ coi kỹ không? Tại thường thường là nó phải cấy đường sao chứ đến năm mấy tuổi là hết trứng rồi. Lúc 37, năm 73. Sáu mấy tuổi có mà. Rồi vô cái đó đây. Mời, có mặt đầy đủ bá quan rồi nè. Đó. Mời cái nhà ăn dê. Ủa sao đổi nó lạnh vậy người ơi? No, cái ly kia anh Nguyên cũng mạnh quá, nó bị nứt rồi. Dạ hả? Dạ, nứt hay đây, có đường nứt mình đổi. Còn đâu có đổi, nứt lạnh đâu. Chú, hồi nãy chú nói chuyện dữ sao thấy thiếm lên chú im re vậy? Đứng gần bà, nằm ngồi gần bà là lúc nào cũng bị miếu á. Khớp. Giống như lép hàng á. À được rồi con, được rồi. Về Đài Loan nghỉ mấy tiếng, em nghỉ 5 tiếng. 3 tiếng rồi. Ông kêu đó, ông thuê ở nhà, mình kêu ông ở mấy ông ở trên, ông ăn, nó ăn đồ bắp rồi. Quá trời luôn, ngon quá trời luôn. Mấy con ông chạy lên nhà nó ăn đồ bắp. Cái dê, cái dê với cái gết. Ồ, nãy giờ anh tin gặm mấy xương rồi hả? Người ta cà ri dê mà nó lộn cà dê. Cà dê. Có chữ gì dê là lộn. Dê là được rồi. Cái dê là nó đuối. Không, Thảo, bữa nay em thử cà ri dê ăn nhiều vô, tối em về em mua quất tiệc ha. Còn lên ngoài mệt quá. Quất thì nó đâu có bự được đâu. Quất cho má la luôn á. Em chứ gặp thường niên là chết rồi, thì quất cho má. Khổ, hay quá, hay quá. Không mà chú làm cho mình lớn chứ làm thì mình phải học cái tuổi em út sau này. Mình không phái gì, mình phái tiền nó nói là... Chị Phượng nãy chị nói gì á, anh Cường hay lắm, cái anh muốn làm gì cái chị bóp bên trái, cái bóp bên phải là chị cho à. mấy người đó bà nói nó bóp mệt quá, tao nói đó nên tim mình nói là kệ nó có mệt cứ mệt, em cứ bóp bên trái bóp bên phải lát cũng xong à. Đuối cho trái chuối. Đấy chưa, phải dụ nhá. Hay quá người ơi. Cũng giống như em muốn bắt ếch, bắt cái gì em phải nên nằm trong hang mà. Phải dụ nó ra. Nhớ. Cái ra đây mà xem con gì nó nằm trong hốc. Không. Nhưng mà bóp mặt sau hay bóp mặt trước? Cỡ nằm ra. Không mà làm thì làm, mình cũng phải cái câu của ông Tiền à. Cái này là không có dở câu mà tính tình nóng nảy nè. Dở công yếu đó, không? Dở công yếu. Không, dở công gì đó, dở công. Dở công không có mà tính tình nóng nảy. Đó, dở công không có mà tính tình nóng nảy nè. Chị này, chị post mấy cái hình của chị tăng là thơ tiếng Việt không mình đọc mà nó.
Mình đọc đọc sau lần mình mới hiểu, mình nói ok good. Chị này chuyên môn biên thơ. Có mình mà tìm bác post trên Facebook là bác biên thơ luôn à, chứ mấy người kia đâu ai biên thơ đâu. Chú, nếu mà chú muốn đấm lưng thím mà thím nó mệt đó vậy, chú rè rè chút xíu không cho à. Anh này biết tiền chiêu nè, cứ bóp bên trái không thấy bóp bên phải. Cái bóp bên trái mẹ nó mắc mệt. Khỏi. Không mà nhạt là đó luôn. Ủa anh, bia tôm tô rẻ hơn bên anh hả? Ờ, rẻ hơn 45 một cái. Cái gì? Nếu mà bình thường vậy là còn nếu mà Hennessy á, à Hennessy chứ là 55. Hello Hiền, thank you, very good food today. Đồ ăn ngon quá trời luôn. Cái này chắc em làm một chiều qua đến giờ hả? Chồng em làm. Phải không? Vô nè, mời cái đây. 1, 2, 3, vô. Mình vô mình lấy bao nhiêu, lấy cái giấy, lấy cái hóa đơn á, tự ghi. Đi xuống để cái đầu bàn. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô ăn cơm ăn đồ thấy ghi vô tờ giấy vậy á. Thì bữa nay cái tiệc của nhà của Hiền với Tiên. Thì anh Tiên là ngày mai thứ ba là đi về Việt Nam rồi. Ok. Thì không biết là ngày mai anh em mình còn gặp lại cái chuyện đó là không biết được. À, mình không biết được. Thì sẵn bữa nay luôn thì chúc anh chị về Việt Nam thuận buồm xuôi gió. Cái gì tháng 11 anh em mình gặp lại. À đơ. Chắc anh cần ngủ sớm mà sớm. Em làm gì làm mơ đôi lúc nó cũng có hiện thực đó, mình nên mơ đi. Sống phải có mơ mộng mới sống thoải mái. Tối về mở cảnh du lịch về Nha Trang Việt Nam á cho coi. Đâu, nó đó. Không phải anh Cường đó ngày 10 tờ giấy số anh chút số lệnh đi làm. Đi rồi đó, đi ra đi ra đi Việt Nam rồi. Cô. Nãy cho coi cái đó là tàn nhẫn luôn á. Thằng chấp không được. Cô nói nha. Mà tháng 11 mà có mặt con Việt Nam là lúc đó không biết cô nói thì sao. Thấy hay hay đúng không? Chưa thấy chưa hả? Đang mưa. Em định nói là chắc tiền đến đi. Đường lại xa xôi rồi, thấy con hơi lạc thôi để anh đưa cô về. Đưa không biết trả lời phải không? Sao rồi đến Việt Nam cái đó phiên anh lạc cái cô không biết. Cái này nó dữ nè. Cái này nó dữ nè. Quá dữ. Không sao. She biên cái bản rồi. Biên cái bản tiếng Anh vô ra nó đọc cái gật đầu ok lắm cô. Vậy thôi biên nhiều bản hết đừng lo. Anh khi mà về tới Tân Sơn Nhất rồi nữa lụm hết. Anh bị hốt rồi. Không bắt cửa về tới em á. Em thì nó hốt nha, anh không có hơ ngang. Tại em có bộ râu nó hốt liền. Anh Cường là anh hốt nó. À nó. Tiên, nói tới lưu anh em mình cũng chết hả? Sao mà? Nói chung mà chẳng qua nó được, cái nó đúng thôi. Giờ hết hứng rồi. Đâu? Hết hứng rồi, hết hứng rồi. Tại sao? Cái nhà đức cha, trai nhà đức mẹ. Mẹ. Sao nữa? Bà già nhà đức con. Bà già nhà đức con. Bà lo nhà đức độ. Ờ, bà lo là nhà đức độ. À, cái này là đức độ ngoài đây. Ờ vô luôn cái này là. Ông là bà nào? À. Bà nè. Ông chú đó điệu này vô một khúc luôn á. Mọi người nghe cũng hay. Mình không biết Trọng Đức hiểu nó cười hoài ta. Hiểu. Hiểu hả? Nên
chửi tụt má la luôn. Con không biết nhưng mà chửi thì má la. Hiểu chứ, tại vì nó ưng con gì con Ngọc mà nó không hiểu thì má la luôn á.